và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Ok. Ơi ho quá bạn ơi, dạo gần đây Phong bị bệnh quá cho nên là Phong ít ra video cho mấy bạn xem. Mong mấy bạn thông cảm cho Phong nha. Trời, dạo này Phong bị bệnh quá mà mấy bạn có thương Phong không? Nếu thương đừng quên nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của Phong nha bạn. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Thì nếu như mấy bạn nhìn xung quanh mình nè, đó mấy bạn thấy gì không? Xung quanh của mình là bao trùm toàn là màu đỏ không anh em ơi. Mà thường thường á bạn, bên Trung Quốc á mà có màu đỏ đúng không? Khi mà trang trí một cái màu đỏ chắc chắn là có đám cưới rồi. Mấy bạn thấy hôm nay trang trí màu đỏ nhiều không? Mấy bạn nghĩ rằng hôm nay sẽ là đám cưới của ai? Đám cưới của Simmy và Kyron hay là đám cưới của Phong Cận với lại là Sammy hả? Hay là đám cưới của Mr. Dịch với lại Timmy hả? Ok, mình giỡn với bạn thôi. Thật ra hôm nay không phải là đám cưới của ai hết. Chẳng lẽ là đám cưới của ai mà lại trang trí bằng TNT? Mấy bạn coi nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ngàn, 100, 1 tỷ. Trời ơi, quá trời TNT luôn. Quá trời TNT luôn, thấy không nè. TNT, TNT nè, ở đâu có cái đám cưới nào mà trang trí bằng TNT đâu. Lỡ trang trí bằng TNT có đứa nào chơi ngu chăm ngồi cái nổ bùm chết queo hết cô dâu chú rể hay sao đúng không? Cho nên là cái này không phải là đám cưới các bạn ơi. Thì bởi vậy cho nên là hôm nay không phải là đám cưới của ai hết các bạn ơi. Mà hôm nay chính là chúng ta sẽ chơi một con mini game có tên là truy tìm TNT. Đó, đây nè các bạn thấy không? Đây là những quả TNT hay còn gọi là quả bom á các bạn. Đó, đây là những cái quả bom nè các bạn ơi. Thì chăm ngồi cái là nó sẽ nổ bùm. Đó, thì bây giờ chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là phải đi truy tìm những quả TNT này. Nếu không thì những quả TNT này sẽ phát nổ và Phong Cận TV sẽ biến thành heo quay, các bạn hiểu không? Đó, kiểu kiểu vậy đó. Nói chung là mình, nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm những cái quả này nè. Không thôi nó nổ cái là mình thành heo quay đó. Ok, rồi bây giờ các bạn hãy cùng đồng hành với mình để cùng nhau gọi là đi kiếm những cái quả TNT này nha anh em. Ok, let's go, đi thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là bước qua cái cánh cổng này và đi đến cái hành tinh gọi là gì ta, cái nơi gọi là bị đánh bom, bị đặt TNT. Chúng ta sẽ đi đến đó để truy tìm những cái quả TNT nha anh em. Rồi, bây giờ mình chỉ cần đi qua cổng này đúng không? Mà mình thấy sợ sợ sao á. Có khi nào mình nhảy qua cái cổng này cái mình bị đi đến dung nham, cái mình biến thành heo quay luôn ta. Ok, mình nhảy vô nha. Ok, 1, 2, 3. Oh my god, mình đã đến được đâu đây? Đây là đâu? Đâu là đây? Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy? Sao lạ quá vậy? Ồ, chỗ này mình thấy là có một cái cánh cửa nè anh em ơi. Cánh cửa này làm cách nào để đi qua được ta? Chỗ này nó không có cho mình một cái nút hay là một cái tấm ván gì để mình mở cửa hết à? Chẳng lẽ đập cái cửa ra? Ủa, không đập được luôn, đập lâu lắm. Ồ, vậy làm cách nào để có thể đi qua đó ta? Ừ, để mình kiếm coi. Chúng ta phải truy tìm những quả TNT đúng không? Để mình xem coi, chỗ này có quả TNT nào không? Ừ, ở đây không có nè. Có quả TNT nào không? TNT ơi, mày đang ở đâu vậy? Ồ, để xem coi. Ui, chỗ này có cái cầu thang nữa bạn ơi. Để mình leo xuống đó coi. Wow, ở trong đây nó có một cái rương nè. Để mình mở ra nha. Ủa, sao cái rương này nó không có gì trong vậy trời? Ủa, gì kỳ á? Ủa, lỗi game à? Ui, bên đây cũng có một cái rương nữa nè mấy bạn. Ồ, wow, mình đã thấy được một quả TNT đầu tiên rồi nè. Đó, hợp lý quá luôn. Rồi, ok, đi thế nào? Một quả TNT đầu tiên. Rồi, bây giờ cầm cái quả TNT này làm cách nào để đi qua được ta? Chẳng lẽ giờ mình quăng cái quả TNT ra đây hả? Ủa, không được, quăng chỗ này nó không có mở cửa luôn. Làm cách nào để có thể đi qua được cái cửa đây? Ồ, hay là bây giờ mình để cái TNT vô chỗ này, cái đầu nó nổ cái bởi cái cửa ta. Ừ, để mình thử đó nha. Đặt vô nè. Ui, ui mấy bạn ơi, mấy bạn nghe gì không? Hình như là nó mới nổ hay sao anh em ơi, nó nổ banh cái cửa luôn rồi. Wow, à mình hiểu rồi anh em ơi. Có nghĩa là mình kiếm được TNT, sau đó mình đặt nó vào cho nó nổ bởi cái cửa là mình có thể qua được màn thứ hai. Hợp lý quá luôn. Rồi, để mình qua thử nha. Bây giờ là màn có tên là rừng thông. Ui, cái rừng này sao mà nó nhiều cây quá vậy, làm cách nào mà kiếm ra được cái quả TNT đây? TNT ơi, mày đang ở đâu vậy? Để mình kiểm tra trên cây coi, nhiều khi TNT nó được giấu trên cây đó, đó mấy bạn ơi. Để mình xem coi. TNT hình như nó được giấu trên cây đúng không? Mày đang ở đâu vậy? Ui, mình thấy có cái gì trong đây nè. Ui, nè 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 nè, cái cục đen trong đây mấy bạn thấy không? À, mình đã tìm ra rồi. Mấy bạn ơi, mình đã tìm được thêm một quả TNT rồi nè. À, dễ ẹt thôi. Mấy bạn thấy Phong Cận thông minh không? Mấy bạn đừng quên like ủng hộ cho mình nha. Mình quá thông minh luôn anh em ơi. Ok, được rồi. Để mình để cái quả TNT vào đây. Bùm, rồi, nó nổ bởi cái cửa luôn. Wow, bây giờ chỗ nào đây? Bắt cua đá. À, bây giờ chỗ này chúng ta phải đi bắt cua hả? Ok rồi, để mình lưu điểm hồi sinh nè.
Ôi, nếu mà nói về bắt cua thì trong team mình có một người bắt cua cực kỳ giỏi luôn, đó chính là anh Siro mấy bạn ơi. Đó, thì mình cũng đã học hỏi được anh Siro một chút về cái trình độ bắt cua rồi. Đó, ghê không? Mình bắt cua qua được rồi nè. Đó, mấy bạn thấy mình hay không? Hay thì hãy like ủng hộ cho mình nha. Đó, từ nãy giờ mình nhắc mấy bạn like nhiều lắm á, mấy bạn hãy like nha. Ok. Rồi. Rồi, được thêm một quả TNT nữa nè. Quá hợp lý luôn. Rồi, xuống đây. Sẽ đặt quả TNT vào đây. Bùm. Rồi, mở ra thêm một cái cửa nữa. Để mình qua thử coi. Thế giới sắc màu. Wow, thế giới sắc màu hả? Wow, cái phòng này nhìn khá là đẹp mấy bạn ơi. Đầy màu sắc luôn nè. Nhưng mà làm cách nào để kiếm ra được quả TNT đây? À, chắc là quả TNT được giấu ở bên dưới những cái thảm này nè. Bây giờ mình chỉ cần đi vòng vòng ở đây thế nào mình cũng sẽ lọt vô một cái thảm nào đó. Và trong cái thảm đó chắc chắn sẽ có quả TNT trong đó. Thảm. Ui. À, mình hiểu rồi các bạn ơi. Ở chỗ này có một cái thảm màu đen nè. Chúng ta chỉ cần bước vào cái thảm màu đen, nó sẽ đưa chúng ta xuống đây. Và bên dưới đây chúng ta đã có được một quả TNT. Mình quá thông minh. Trời ơi. Rồi, tiếp tục nào. Nổ đi. Ồ, nó nổ kìa. Trời ơi, sao cái quả bơm này nổ chậm vậy. Rồi, bên đây là kho lưu trữ. Wow, bên đây nhiều rương quá mấy bạn ơi. Để mình xem coi. Vậy là quả TNT được giấu trong những cái rương này đúng không? Trời ơi là trời, kiếm tí là được vậy. Trong này không có nè, trong này cũng không có luôn. Ê, mấy bạn ơi, từ nãy giờ mình kiếm cực ơi là cực luôn. Mình mới phát hiện là trên đây nó có một cái rương nữa bạn. Trời ơi trời, tại sao nó lại giấu cái rương ở trên đầu của mình? Là mình kiếm từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ luôn không thấy được. Trời ơi là trời. Ok, đây, một quả TNT trong đây nè. Bực ghê luôn trời, nghĩ sao giấu trên đầu người ta làm ta kiếm nãy giờ không thấy. Rồi, để vào đây. Nổ, rồi. Ui, bên đây toàn là kim cương không mấy bạn ơi. Wow, mê cung đá quý hả? Ồ, chắc là cái mê cung này là bên trong đây là kim cương không nè. Ui, hay là bây giờ mình xin mấy cục kim cương mình đem về nhà xài ta. Mình lấy được không? Ở mình đâu có lấy được. Kim cương này cứng lắm, không có đập ra được. Ờ, cái này là cái mê cung hả? Vậy chúng ta phải đi vòng vòng trong đây, chúng ta tìm cái đường ra mấy bạn ơi. Ủa, mình hình như mình bị lạc đường rồi. Ơ, đường ra đường nào? Ủa trời, mình bị lạc đường rồi các bạn ơi. Ủa thôi xong rồi, Phong Cận bị lạc đường rồi, mình sẽ chết ở trong đây luôn quá. Mình bị lạc vào mê cung rồi. Ồ, mình tìm thấy đường ra này nè. Đó, trong đây là một quả TNT. Rồi, mở cửa thôi. Bùm, ok. Ui, mấy bạn ơi, cái quả TNT nó nổ cái xong cái kim cương đằng sau lưng mình biến mất hết luôn. Ui, hồi nãy bạn nhớ không? Trong đây là một cái mê cung toàn là kim cương. Nổ cái xong kim cương biến mất hết luôn. Wow, ghê. Rồi, đi qua đây nào. Bên đây là nhà của tôi. À, cái này chắc là nhà của tác giả nè. Để mình lưu điểm hồi sinh nè. Ồ, một cái nhà rất là đẹp luôn các bạn ơi. Dạ, xem coi. Trong cái nhà này, ủa sao không có giường ngủ, không có gì vậy? Chỉ có mỗi một cái bàn. Không có gì bên trong đây hết vậy. Bên đây còn có một cái ruộng lúa nữa nè. Wow, ok, mình sẽ lấy lúa. Ủa, mình lấy không được ta, mình đập không được. Bên dưới đây có TNT không? Có giấu TNT bên dưới đây không? Không có luôn. Ủa vậy TNT cái ông này giấu chỗ nào ta? Trong vườn hoa nè. Trong vườn hoa có TNT không? Không có luôn ạ. Đằng sau nhà có TNT không? À, có cầu thang leo lên nè. À, ông này giấu TNT ở trên nóc nhà mấy bạn ơi. À, tìm ra được TNT nè. Trời, tính ra cái map này thông minh kìa ha. Giấu TNT trên nóc nhà nữa ha. À, rồi, để mình mở cửa coi. Bùm. Rồi, qua màn tiếp theo. Kho lương thực. Wow, kho lương thực là đầy là bí ngô dưa hấu luôn nè. Rồi, để vào trong cái nhà này coi. Wow, quá trời bí ngô dưa hấu luôn. À, chắc chắn là TNT đang được giấu ở trong đây. Để mình kiếm coi. TNT ơi, mày đang ở đâu? Mày đang ở đâu vậy TNT? Ô, mình không thấy luôn các bạn ơi. Ông này giấu kỹ quá ta. À, giấu ở đằng sau cánh cửa. Mấy bạn ơi, tính ra cái trò này gọi là mình hay bị lừa lắm luôn á. Giấu đằng sau cánh cửa là mình kiếm không bao giờ được luôn. Bây giờ mình mới kiếm được nè. Giấu đằng sau cánh cửa ha. Mình chỉ cần đóng cái cửa lại là không thấy cái rương đâu. Mở cái cửa ra cái là thấy cái rương. Đó. Lấy một quả TNT. Trời, tính ra dễ ẹt. Rồi, qua đây nào. Đặt quả bơm vào đây. Rồi, qua tiếp. Màu hồng nam tính. Màu hồng nam tính các bạn ơi. Ờ đúng rồi, cho mình hỏi nha, có bạn nam nào thích màu hồng không? Mình để ý là có rất là nhiều bạn nam thích màu hồng luôn á. Có bạn nào gọi là fan của mình mà thích màu hồng không? Chứ mình thấy có nhiều bạn nam mà cũng thích màu hồng luôn á. Bựa vãi. Ok rồi, để xem coi. Màu hồng nè, trong đây là mình thấy là có những cái cây nè. Nhiều khi giấu TNT trên những cái cây nè. Trên cây có không? Không có trên cây.
Bên cây này có không? TNT ơi, mày đâu rồi? À, hay là giấu dưới hồ bơi ta? Để mình xuống dưới hồ bơi kìa. Ồ, dưới hồ bơi cũng không có luôn. Thôi bơi lên, chết đuối giờ. Vậy là TNT đang được giấu ở đâu ta? Lưu điểm hồi sinh nè. TNT ơi, mày đang ở đâu vậy? Ok, bên này không có. Ui, giấu ở bên dưới chân mình anh em ơi. Mình đi đến đây sao mà nhìn lên trời không thấy đâu hết. Nhìn xuống dưới thấy nằm ở bên dưới chân mình. Vãi đâu. Rồi, mở ra nè. Đây, quả TNT. Ha. Kiếm được rồi, trời ơi là trời. Tính ra là giấu bên dưới chân mình luôn. Cái ông này chơi gì chơi kỳ, giấu dưới chân. Lúc thì giấu trên đầu, lúc thì giấu ở bên dưới chân. Cái map này bựa vậy. Ok, mở cửa nè. Nông trại. À, map tiếp theo là map nông trại. Đây là một cái ruộng lúa nè anh em ơi. Có bạn nào thích chơi sinh tồn mà mấy bạn thích gọi là xây ruộng lúa không? Đó, mình chơi sinh tồn, mình rất là thích xây những cái ruộng lúa như thế này luôn. À, TNT ơi, chắc chắn TNT được giấu ở bên dưới những cái ruộng lúa này nè. Để mình kiếm coi, bên dưới đây không có nè, bên đây có không? Bên đây không có luôn rồi. Bên đây có không? Bên đây không có luôn. Bên đây có không? Bên đây cũng không có luôn. Vậy TNT được giấu đâu ta? Hay là giấu trong chuồng gà ta? Bên đây có cái chuồng gà nè. Mấy con gà đi ra chỗ khác coi. Để xem coi. Ủa mấy bé gà ơi, mấy bé gà có thấy TNT của anh đâu không? Tụi mày có ai đã ăn TNT của anh này đúng không? Tụi mày ăn là tụi nó nổ một cái rồi tụi mày thành gà quay luôn đó. TNT ơi, em đang ở đâu vậy? Ủa? Giấu đâu ta? Giấu đâu ta? Ủa? Khó quá ta. Ồ, không có luôn. Để xem. Ui. Ơi mấy bạn ơi. À, mình thấy rồi nè. Mấy bạn thấy có cái gì bên dưới đây không? Cái này là quả TNT nè. Nè nè, cái rương nè, giấu cái rương bên dưới đây nè. À, có TNT bên trong đây. Trời ơi là trời. Giấu kỹ quá ha. Làm kiếm nãy giờ không thấy. Rồi. Mở cửa nè, mang này hơi khó xíu. Kiếm mãi mới thấy luôn. Ok. Level này tên gì nhỉ? Level này có TNT nha mọi người, nhớ tìm kỹ. À, trong đây có TNT hả? Rồi, để mình xem coi. Trong cái rương này không có TNT. Rồi, còn trong cái rương này cũng không có TNT luôn. Rồi, còn cái rương này. Rương này cũng không có TNT luôn các bạn ơi. Vậy giấu ở đâu ta? 1 hour later. Hai mấy bạn ơi, từ nãy đến giờ mình kiếm ở trong cái map này không thấy quả TNT đâu hết. Mấy bạn ơi, mấy bạn hãy tìm giúp mình coi quả TNT ở trong cái gọi là cái map này là nằm ở chỗ nào nha. Mình kiếm từ nãy giờ không có. Mình sẽ để lại cái ID của nó ở trên màn hình cho mấy bạn xem nè nha. Đây chính là ID của nó nè. Mấy bạn hãy tải map này về, sau đó vào chơi và hãy kiếm giùm cho mình cái quả TNT ở map này đang nằm ở đâu nha. Và bình luận lại cho mình biết nha, để mình làm tập tiếp theo nha. Còn tập này mình nghĩ rằng là đã rất là dài rồi, với lại là mình không thể nào kiếm được cái quả TNT đâu hết. Cho nên thôi, mình đành phải bỏ cuộc tại đây thôi. Mấy bạn đừng quên bình luận lại cho mình biết để mình làm tập tiếp theo của cái trò đi tìm TNT nha. Rồi ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Đừng quên là đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình cùng với các hành vi của Hero Team nữa nha mấy bạn. Ok mấy bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em. Vãi nồi, tạm biệt.